Hello, chào mừng các bạn đã trở lại thế giới của trò chơi Fariba. Ủa, sao chúng ta đang ở đây nhỉ? À, chúng ta nãy bay qua đây, đúng rồi. Bây giờ chúng nãy người ta đã chiếm được chỗ khu vực này và chúng ta qua bay qua đây để đi bên di chuyển đến đây à. Rồi kiếm xe nào. Oh, oh no, tào lao quá trời. Mình đang chặn đầu xe để lấy xe của tụi nó để đi di chuyển mà tụi nó đụng luôn chứ. Quá đáng thiệt. Mình có xe thế này nè, đang chết dẫm này. À, nhưng mà mình hướng di chuyển nha. Phải trái đây, phải qua trái, phải trái, à mình phải đi ra đường lớn nha, đi đường lớn đi, rồi chua. À, lái xe trong cái trò này cảm thấy rất là vui. Lái xe trong thành phố thì cũng đường xá thoải mái, thì lái như này là xứng vui nhất. Mà cái đường này bên đây thì cái đảo này thì cái đường xá nó dễ chạy hơn là cái đảo cũ mà. Mình chạy qua khu vực của nó luôn. Headshot. Lưu ý là trong cái trò này thì khi bắn headshot thì số điểm sẽ là cao hơn. Mình thấy là khi bắn headshot cho nó thì cái mình được 50. Wow. Khu vực này đúng không? Khu vực này khu vực tào lao gì? Mình đừng ở làm nhiệm vụ ở đây hay sao nè. Đông vậy, đông vậy. Tập trung đông vậy.
đường này thôi bạn. Mày hả mày, lú đầu ra mày. Mày hả mày. Chạy còn thằng nữa, nó chạy vô thôi. Mình chạy vô bom mới ghê chứ. Rồi làm vụ tiếp đây. Nó gắn kết với người luôn. Thôi đi, làm vụ đi. Ê, ngoài cái làm vụ cái nào đi chiến đầu con boss. Rồi, nếu các bạn chơi có thể gọi là lúc mà ra đường lúc nào cũng có người á, thì các bạn có đi không mấy cái đầu boss thì bạn các bạn không cần phải chiến nha. Thì đánh cái tụi này đi vô đây đánh nó kia đánh người kia cảm giác nó cũng sẽ vui. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ok, chúng ta sẽ còn một vị trí cuối cùng để chúng ta tấn công nha. Mình thích chơi Rambo thì mình cứ chơi chứ không ai làm cái gì cả. Sự Sự sử có luôn.
mày chạy chạy mày 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 chạy tiêu rồi kìa bắn chạy chạy nó chạy chạy dạ nãy dám chết rồi mất sau lưng nó ghê rồi vô xử hết còn nào chạy 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 gì cái gì cứu đi cứu đi không ở đâu mình cứu đi mình cứ cứu đi còn thằng kìa dơ dét tiền bạc thôi
skill học được gì ta, mấy cái kỹ năng này có ba kỹ năng nè, rồi chưa mở khóa, khi làm vụ xong mình sẽ được mở khóa mà. Rồi bây giờ chúng ta làm vụ tiếp nha. Làm vụ gì đây? Rồi, chúng ta sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Bye bye.